Trước đội bóng có hàng thủ được đánh giá là xuất sắc nhất giải đấu, những tưởng Mbappe và đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành của Maroc. Tuy nhiên, mọi toan tính của đội tuyển Maroc đều trở nên vô nghĩa khi Pháp có bàn thắng từ rất sớm. Ngay từ phút thứ 5, sau cú sút của Mbappe đập trúng người hậu vệ Maroc, bóng bật ra đến chân của Theo Hernandez, bị dẫn trước, Maroc dồn lên tấn công. Nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao. Các chân sút của hai bên lần lượt có những tình huống uy hiếp cầu môn đối phương. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 được duy trì đến hết hiệp 1. Sau giờ nghỉ giải lao, Pháp dường như trời trùng xuống và để các cầu thủ Maroc lấn lướt. Trong những phút đầu tiên của hiệp 2, Maroc liền có hai tình huống tấn công dọc biên nguy hiểm. Tuy nhiên, các cầu thủ của họ đều không thể dứt điểm thành bàn. Sau đó, Pháp dần lấy lại thế trận và ngay lập tức có được bàn thắng. Phút thứ 71, từ một pha lộn xộn trước khung thành Maroc, cầu thủ mới vào sân Mouani đã xuất hiện đúng lúc để ghi bàn, qua đó nhân đôi cách biệt cho tuyển Pháp. Trong những phút cuối, Maroc cố gắng dâng cao tìm kiếm bàn thắng, nhưng trong một ngày kém may mắn, những chú sư tử Atlas không thể đưa bóng vào lưới của nhà đương kim vô địch. Thắng chung cuộc hay không, Pháp sẽ có trận chung kết kinh điển gặp Argentina. Trong khi đó, Maroc sẽ có màn tái đấu Croatia để tranh hạng 3. Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, từ Doha cho đến Paris, cổ động viên Pháp đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Khoảng 10.000 cảnh sát đã được điều động để đảm bảo an ninh an toàn trên các đường phố lớn tại thủ đô Paris của Pháp và các vùng lân cận trong thời gian diễn ra trận bán kết. Thật tuyệt vời nếu Pháp vô địch World Cup. Và đây là hai lần liên tiếp, đó là điều hiếm thấy. Rất hạnh phúc, một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi thích trận này. Maroc đá cũng hay, chúng tôi đã thắng. Và tôi nghĩ rằng đây là một trong những trận hay nhất của mùa này. Thật không thể tin được, chúng tôi lại lần thứ hai vào chung kết. Trận chung kết giữa Argentina và Pháp sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12.